Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm video này để tóm tắt thật nhanh cái tên thuốc và dược lý cho các bạn đi học. Bởi thuốc thì có rất là nhiều thuốc và mỗi thuốc lại có một dược được học và dược lý riêng và ứng dụng trên lâm sàng riêng nhau. Cho nên trong một sớm một chiều các bạn không thể nào mà học được thuộc biết hầu hết các tên thuốc và các tên thuốc quan trọng được. Cho nên video này mình sẽ đánh dấu những tên thuốc quan trọng nhất để các bạn có thể học được một cách dễ dàng nhất. Rồi, vì video này mình làm về kháng sinh cho nên trước khi vào mình sẽ nói sơ lược về các loại vi khuẩn gây bệnh. Thì tùy theo nhuộm gram mà ta phân làm 4 dòng, các loại là vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm, atypical tức là vi khuẩn không điển hình và các vi khuẩn mycobacterium là thuộc dòng lao á, lao phong á. Thì các vi khuẩn không điển hình là các vi khuẩn không có vắt tế bào, giống như mycoplasma, chlamydia hoặc urea plasma chẳng hạn. Những vi khuẩn này không có vắt tế bào và có hệ hệ enzyme trong tế bào nghèo nàn, cho nên nó hoàn toàn không thể tự sinh sống được mà nó phải là vi khuẩn ký sinh bắt buộc. Nó có đời sống ký sinh bắt buộc nhé. Rồi còn các vi khuẩn lao thì nó có cái màng của nó là chất béo, acid nucleic. Cho nên nó không thể nhuộm gram bằng cách thông thường được mà phải nhuộm bằng cách axit. Và hai loại này thì mình ít nhắc trong video này. Thì có một cách phân loại các vi khuẩn gây bệnh một cách thường được áp dụng bởi các bác sĩ lâm sàng, đó là phân loại theo cơ hoành. Thì đối với các vi khuẩn, các nhiễm khuẩn mà trên cơ hoành giống như viêm họng, viêm phổi, viêm da chẳng hạn thì người ta sẽ thường nghĩ đến gram dương hơn. Còn những nhiễm khuẩn dưới cơ hoành thì nghĩ ngay đến gram âm như viêm đường tiết niệu, viêm ruột. Dĩ nhiên thì cái cách này chỉ là một cách tạm thời thôi, để dễ học thôi. Chứ mà nếu mà khi vào chuyên sâu rồi thì các bạn sẽ biết là cái công thức này nó không phải khi nào cũng đúng, nó chỉ đúng khoảng 60-70% thôi. Ví dụ như não mô cầu là vi khuẩn gram âm, song cầu khuẩn gram âm nó lại có thể gây bệnh trên não. Hoặc như Haemophilus influenzae hoặc là Moraceae cananealis cũng là vi trực khuẩn gram âm chẳng hạn. Hoặc là vi khuẩn gram dương gây viêm bàng quang giống như Staphylococcus aureus hoặc là Staphylococcus xerophis chẳng hạn. Rồi, mình sẽ đến với nhóm beta lactam là nhóm đầu tiên. Thì beta lactam được phân làm 4 dòng chính, đó là penicillin, cephalosporin, monomactam và carbapenem. Thì mình sẽ đến với nhóm đầu tiên là trong nhóm và cũng là nhóm nổi tiếng là penicillin. Thì penicillin có tùy theo người phân loại thì có thể phân làm 6 thế hệ hoặc 7 thế hệ. Thì mình thường phân làm 6 thế hệ thôi. Đối với thế hệ 1 thì các bạn cần nhớ hai loại là penicillin G và penicillin V. Penicillin G các bạn thường thấy trong bệnh viện á, là người ta dùng liều tiêm đúng không? Còn penicillin V hầu như ở Việt Nam không xuất hiện, cho nên ở đây mình sẽ gạch bỏ để các bạn không cần phải nhớ. Đây là một loại penicillin được người ta chế tạo dùng cho đường uống. Và để mà đạt cái liều bằng nồng độ với penicillin G đường tiêm á, nó cần phải liều gấp đôi. Penicillin G hiện nay cực kỳ ít dùng trong cho tụ cầu. Tại vì tụ cầu hiện nay tiết ra penicillin NAS và kháng với methicillin rất là cao. Và cái tỷ lệ nhảy với penicillin chỉ khoảng 5 đến 10% thôi. Nên chẳng ai dùng để điều trị một cái ca mà nhiễm khuẩn da do tụ cầu mà sử dụng penicillin hết. Mà chủ yếu người ta sử dụng trong các trường hợp mà vi khuẩn còn nhảy với penicillin đó là bạch hầu bệnh than, Clostridium hoại thư sinh hơi hoặc là Clostridium tetani gây ra bệnh uốn ván chẳng hạn. Và đặc biệt nhất là người ta rất thường sử dụng cho bệnh giang mai. Và penicillin là một kháng sinh đầu tay trong sử dụng giang mai luôn. Giang mai là một bệnh lây từ người sang người. Tuy nhiên thì nó sử dụng từ năm 1940 đến nay rồi. Và giang mai chưa hề xuất hiện cái tình trạng đề kháng với penicillin. Tại vì giang mai á, được xem là một vi khuẩn bị cô lập. Nó không thể nhận các plasmid từ các vi khuẩn khác. Cho nên cái việc mà đề kháng của nó rất là nghèo nàn. Rồi, còn não mô cầu thì sao? Não mô cầu
Nó giảm, tuy giảm nhạy cảm với penicillin nhưng không bao giờ có tình trạng đề kháng hoàn toàn. Còn việc sản xuất beta-lactamase ở não mô cầu là cực kỳ hiếm, người ta chỉ ghi nhận vài ca. Từ trước đến giờ chỉ ghi nhận vài ca thôi. Cho nên hiện nay là penicillinase vẫn được dùng để điều trị viêm màng não do não mô cầu. Còn lậu cầu thì nó đã đề kháng gần như hoàn toàn với penicillin, tại vì cái tỷ lệ mà tiết ra penicillinase của lậu cầu là khoảng 100%. Rồi, mình đến với penicillin thế hệ 2. Thì penicillin được sử dụng từ năm 1940 và ngay sau đó cái đến chỉ một năm sau là một năm 1941. Thì cái hiện tượng mà con tụ cầu vàng tiết ra penicillin đã rất là phổ biến và càng ngày thì càng phổ biến. Cho nên người ta mới phát triển ra một thế hệ mà có thể kháng với penicillin và được sử dụng trên tụ cầu. Đó là nhóm methicillin. Nhưng sau đó thì người ta thay thế methicillin bằng oxacillin, tại vì methicillin có độ ổn định thấp hơn và kém bền so với penicillin hơn so với các nhóm sau. Thì các bạn có thể thấy nó có như chữ oxacillin này, đi Dicloxacillin, dicloxacillin. Cho nên oxacillin là các bạn thuốc các bạn cần phải nhớ hàng đầu. Và từ đó các bạn có thể nhớ các ba thuốc hàng sau này. Thì hiện nay oxacillin được dùng chủ yếu để điều trị tụ cầu vàng thôi, như viêm da chẳng hạn. Và một số bác sĩ á, đặc biệt bác sĩ bên phương Tây thì họ sẽ ưa chuộng cephalosporin thế hệ 1 hơn để điều trị tụ cầu tiết ra penicillinase, như cephalexin chẳng hạn. Rồi, sau đó thì người ta mới cần các kháng sinh mà có phổ rộng hơn. Tại vì penicillin thế hệ 2 vẫn chỉ tác động chủ yếu trên các trực cầu khuẩn gram dương thôi. Cho nên người ta ca phát triển các penicillin khác và người ta gắn thêm một nhóm NH2 nữa và phổ được mở rộng ra rất nhiều. Vì nhóm NH2 này sẽ có tên là amino, là nhóm amino, cho nên cái thuốc á, sẽ có tên là amoxicillin có gốc am này và ampicillin. Đây là hai thuốc cực kỳ quan trọng trong họ penicillin. Thì các bạn cần nhớ ba thuốc quan trọng nhất, bốn thuốc quan trọng nhất là chính là penicillin, oxacillin, amoxicillin và ampicillin là bốn thuốc các bạn cần phải nhớ nhất trong thuộc nhóm này. Các nhóm sau các bạn có thể không nhớ hoặc và học từ từ đằng sau cũng được. À, tuy nhiên các bạn cần phải hiểu là amoxicillin và ampicillin á, nó vẫn nhảy với penicillina, cho nên á, là nó vẫn không thể sử dụng đơn độc để điều trị tụ cầu vàng được. Ngoài ra thì nó cũng không tác hiện nay thì các vi khuẩn gram âm giống như là E. coli hoặc Klebsiella pneumoniae nó tiết ra beta-lactam rất nhiều, cho nên cái tỷ lệ nó kháng rất là cao. Nên amoxicillin không được còn khuyến cáo sử dụng đơn độc trong điều trị nhiễm khuẩn dưới cơ hoành, ví dụ như là viêm cầu thận hoặc là viêm màng quang hoặc viêm đường tiết niệu hoặc là viêm ruột chẳng hạn. Thậm chí trong các điều trị trên cơ hoành giống như viêm tai giữa, nhiều nhiều người vẫn không thích sử dụng amoxicillin đơn độc mà họ sẽ sử dụng amoxicillin phối hợp với chất ức chế beta lactamase giống như là acid clavulanic hoặc là sulbactam. Rồi qua thế hệ thứ ba thì hai thuốc đầu các bạn có thể không nhớ. Cái phổ của nó rộng, mở rộng chủ yếu qua vi khuẩn gram âm và nó ít tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Thì các bạn có thể nhớ từ cái thế hệ 3B này á, trở đi thì kháng sinh ít tác động trên vi khuẩn gram dương rồi mà nó chủ yếu tác động đến vi khuẩn gram âm thôi. Hai kháng sinh trên các bạn có thể không nhớ, cần nhớ tại vì nó ít gặp. Mà thường người ta sẽ sử dụng các kháng sinh có tác động trên vi khuẩn trực khuẩn mùa xanh Pseudomonas aeruginosa luôn. Và thế hệ tư cũng tác động trên con trực khuẩn mùa xanh luôn. Cho nên người ta gọi đây là các penicillin tiêu diệt Pseudomonas. Là còn có piperacillin, ticarcillin và carbamazepine. Thì các bạn có thể thấy có một cái hình này khá là vui nhộn. Đó là con kiến nó cầm cái pipegun, tức là chữ pipe này. Tica
tức là con ve, và cả penicillin tức là cái cá. Hy vọng cái hình này, hình khá là vui này, có thể giúp các bạn nhớ được ba loại kháng sinh này. Đây là ba kháng sinh hướng chủ yếu trên Pseudomonas được sử dụng trong bệnh viện. Rồi qua thế hệ 5. Thế hệ 5 ít gặp trong bệnh viện nha. Temocillin. Các bạn có thể không thể cần nhớ kháng sinh này cũng được. Nó có thêm nhóm 6 amino 6 alpha methoxy nên kháng với penicillin. Tuy nhiên tác dụng nó thì chỉ có tác dụng trung bình trên các vi khuẩn gram âm thôi. Cho nên người ta chỉ sử dụng kháng sinh này khi mà đã đề kháng với các kháng sinh cephalosporin khác hoặc penicillin khác. Qua thế hệ 6, người ta phát triển ra một loại kháng sinh là mesilinam, đạt nồng độ rất cao trong nước tiểu nên được dùng để điều trị các nhiễm trùng đường tiểu, giống như là nhiễm trùng do E. coli chẳng hạn, hoặc là Klebsiella. Cái này các bạn có thể không cần nhớ cũng được. Rồi tóm lại thì như mình đã nói là nhóm penicillin cần phải nhớ bốn kháng sinh chính là penicillin, oxacillin, amoxicillin và ampicillin. Thì các bạn có thể thấy đặc điểm chung của nó đều có. Còn penicillin thường cái đuôi nó sẽ là xilin. Để ghi lại nè. Đó. Xilin. Rồi qua nhóm cephalosporin. Thì các cephalosporin phân làm 5 thế hệ. Trong đó ba thế hệ đầu là ba thế hệ thường được dùng trong lâm sàng nhất. Thì thế hệ 1 có đặc tính là nó mạnh trên vi khuẩn gram dương nhưng yếu trên vi khuẩn gram âm. Qua thế hệ 2 thì nó lại có tác dụng đồng đều, và thế hệ 3 thì nó lại mạnh trên vi khuẩn gram âm. Tuy nhiên thế hệ 2 thì có một ưu điểm hơn, đó chính là nó sẽ tác dụng mạnh trung bình trên các vi khuẩn kỵ khí. Mà điều này thì các thế hệ 1 và thế hệ 3 không có được. Cho nên thế hệ 2 như cefoxitin á, các bạn có thể thấy trong bệnh viện họ thường dùng để điều trị bao vây và điều trị nhiễm khuẩn hỗn hợp kỵ khí và hiếu khí á. Rồi, các bạn do cái vi khuẩn cái dòng này có phổ rộng cho nên các bạn có thể nhớ bằng cách nhớ cái khoảng trống của nó bằng chữ Lamech. L là Listeria, A là atypical, là các vi khuẩn không điển hình, chúng hoàn toàn không có vắt tế bào. Cho nên một thuốc mà tác động trên vắt tế bào không thể đụng đến đến con này. Như là Chlamydia mycoplasma hoặc là urea plasma. Còn Legionella thì sao? Legionella là một vi khuẩn gram âm, trực khuẩn gram âm, nhưng mà nó sống cũng như Chlamydia, nó là vi khuẩn ký sinh bắt buộc, có hệ enzyme rất là nghèo nàn và phải ký sinh bắt buộc, cho nên nó cũng được xếp là một atypical, và các penicillin hoặc cephalosporin tác dụng rất yếu vào nó. Tiếp theo là các MRSA. Thì các MRSA là các Staphylococcus aureus được biến đổi cái PBP2A, cho nên nó sẽ đề kháng với tất cả các beta lactam ngoại trừ các cephalosporin thế hệ 5. Enterococci thì nó sẽ kháng với kháng với các cephalosporin. Tuy nhiên, nếu mà cephalosporin phối hợp với penicillin, các thuốc penicillin tác động trên Enterococcus đó, thì nó vẫn có tác dụng và có tác dụng tương đương so với việc sử dụng là ampicillin phối hợp với aminoglycosid ạ. Và cuối cùng Clostridium difficile. Thì các bạn biết vì cái điều này nên các cephalosporin thế hệ 3, đặc biệt là cephalosporin thế hệ 3 đường tiêm có liên quan đến cái việc mà viêm đại tràng giả mạc rất nhiều. Ngoại trừ ceftriaxone là không gây viêm đại tràng giả mạc thôi, còn các cephalosporin thế hệ 3 các đều có liên quan đến viêm đại tràng giả mạc cả. Để nhớ tên, các bạn có thể nhớ một cách rất hay như sau. Là các cephalosporin thế hệ 1 là đều có chữ F hết, như là ngoại trừ cefazolin thôi, như cephalexin, cefalitin, cephalothin. Đó. Qua thế hệ 2 thì đều có chữ S, pham, pha, fufos. Qua thế hệ 3 thì đều có chữ T, chữ tri cũng là chữ T mà thôi, được chưa? Như là ceftriaxone, cefotaxin, ceftazidime chẳng hạn. Và thế hệ 4 là cefepime.
Cefepime thường được sử dụng trong cái trường hợp mà vi khuẩn tetra beta lactamase và đề kháng với cephalosporin thế hệ 3. Thì thế hệ 4 có một khả năng là nó kháng với beta lactamase mạnh hơn cephalosporin thế hệ 3, cho nên đôi khi nó sẽ có hữu hiệu trong trường hợp mà kháng với cephalosporin thế hệ 3. Như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với nhóm thứ ba là monobactam. Thì chất duy nhất trong nhóm này là aceton. Nó là hợp chất beta lactam một vòng nhưng nó sẽ có khả năng đề kháng với các penicillinase mạnh. À, tuy nhiên nó chủ yếu chỉ tác động trên gram âm mà thôi. Và vì nó tác động yếu hơn trên các gram âm, yếu hơn so với các cephalosporin thế hệ 3, cho nên nó chỉ được sử dụng trên khi mà vi khuẩn đề kháng với các cephalosporin thế hệ 3 và đề kháng với cả cefepime thôi. Là cephalosporin thế hệ 4 á. Nên loại này lâm sàng ít dùng. Ở mình qua carbapenem. Đây là các tên thuốc của carbapenem. Hiện nay thì chủ yếu chỉ sử dụng bốn loại này thôi trên lâm sàng. Là imipenem, meropenem, etapenem và doripenem. Thì carbapenem có một ưu điểm là phổ kháng khuẩn rất rộng, rộng hơn hẳn so với các thuốc khác thuộc nhóm beta lactam. Và nó kháng hầu hết với các beta lactamase, cho nên nó là vị kháng sinh cuối cùng trong nhóm được sử dụng khi mà đề kháng với tất cả các kháng sinh khác. Và cái việc mà các bạn cần để mà sử dụng được carbapenem, các bạn phải xin phép của giám đốc bệnh viện, phải có sự phê duyệt của giám đốc bệnh viện mới được sử dụng. Thì các bạn có thể nhớ cái phổ của nó bằng cách nhớ vi khuẩn đề kháng, đó là Enterococcus MRSA như mình đã nói rồi, và các vi khuẩn không điển hình. Các vi khuẩn không điển hình nó sẽ kháng với tất cả các kháng sinh tác động trên vắt tế bào như là vancomycin hoặc là penicillin hoặc cephalosporin đều kháng hết, tại vì nó hoàn toàn không có vắt nên không có mục tiêu để vi khuẩn để kháng sinh tác động vào. Rồi nhóm lớn thứ hai là nhóm MLSKOP. Mình vừa qua một nhóm lớn là nhóm beta lactam, mình đến với nhóm MLSKOP nha. Gồm có macrolide, lincosamide, streptogramine, ketorolide, oxazolidinone và phenicol. Nhóm này có cấu trúc hóa học khác nhau nhưng đều ức chế tổng hợp protein bằng cách liên kết với tiểu đơn vị 50S ribosome. Đầu tiên mình đến với các macrolide. Thì ba thuốc cần nhớ nhất chính là erythromycin, azithromycin, spiramycin và clarithromycin. Clarithromycin nhé. Các thuốc khác các bạn có thể học xong được nhưng đây là bốn thuốc cần phải nhớ nhất. Thì một số đặc điểm của nhóm này á, nhóm này có phổ rộng, phổ tương tự như là penicillin á. Tuy nhiên thì nó có một ưu điểm hơn là nó sẽ tác động trên các vi khuẩn không điển hình, cho nên nó có thể dùng để điều trị viêm phổi cộng đồng không điển hình do các chlamydia, mycoplasma tác động. Thì thường dùng nhất trong viêm phổi cộng đồng không điển hình là clarithromycin hoặc là azithromycin. Để coi, clarithromycin là một kháng sinh có đặc điểm là nó có độc trên bào thai, cho nên thuốc này thuộc bảng CFDA không được sử dụng trên bào thai. Các bạn biết macrolide nổi tiếng vì sự an toàn trên bào thai, ngoại trừ clarithromycin. Còn với azithromycin thì có một ưu điểm của nó là nó không tương tác với CYP450 nên nó ít gây tương tác thuốc. Các bạn hiểu là tương tác thuốc là một điều rất là quan trọng trên lâm sàng, cho nên lựa chọn thuộc những thuốc mà ít tác dụng tương tác thuốc là một điều mà đôi khi các bạn sử dụng nhiều thuốc quá, các bạn cần phải lưu ý đến điều này. Và ngoài ra thì azithromycin có một ưu điểm nữa, đó là một kháng sinh hướng mô, có nghĩa là cái nồng độ của nó trong cái mô á, cao gấp 100 lần so với trong huyết tương, cho nên nó thấm nồng độ trong mô rất cao và nó diệt khuẩn nội bào rất tốt. À, spiramycin có một ưu điểm, đó là nó sẽ tác động trên những vi khuẩn đề kháng với erythromycin và clarithromycin. Rồi, một số điểm nhấn này
là các bạn hay nghe chữ erythromycin gây tiêu chảy đúng không? Nhưng mà tiêu chảy của erythromycin là tiêu chảy kích ứng và nó hoàn toàn không có liên quan đến Clostridium difficile. Thứ hai là macrolide không được sử dụng để điều trị viêm mảng não hay không qua được hàng rào móng não. Tại vì mình ghi điều này vào là vì sao? Tại vì mình khi mà check trên Medscape á thì thấy nó là có ghi là tương tác với penicillin trong điều trị viêm mảng não. Tại vì các bạn biết là trong viêm mảng não á, cần phải sử dụng một thuốc có khả năng diệt khuẩn cao, diệt khuẩn nhanh. Và phối hợp cái thuốc mà kiềm khuẩn vào đó nó sẽ gây ra một tình trạng là tăng tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên cái việc mà macrolide mà tương tác với penicillin trên viêm mảng não á, chỉ là một điều hão huyền thôi, tại vì macrolide không qua được hàng rào máu não. Rồi tiếp theo là ketolid. Ketolid thì cũng tương tự như là macrolide á, nó là một kháng sinh trước kia được xem là một macrolide nhưng mà hiện nay được tách ra thành một nhóm riêng. Thì đây là một kháng sinh rất là độc. Nó là một kháng sinh hướng mô y như azithromycin luôn nhưng mà nó có độc tính cao cho nên nó chỉ thuốc làm thuốc hàng hai thôi. Và nó tác động được trên những chủng đã kháng với macrolide rồi. Là nó có tác động đến phế cầu kháng macrolide này. Tiếp theo đến nhóm lincosamide. Thì nhóm lincosamide các bạn cần phải nhớ hai thuốc chính là lincosamide và clindamycin. Nhóm này có phổ rộng nhưng mà tương tự macrolide nhưng không tác dụng trên gram âm thôi. Tuy nhiên nhóm này có một đặc điểm là nó hay rất hay gây viêm đại tràng giả mạc hoặc là tiêu chảy có liên quan đến Clostridium difficile. Nó liên quan đến 30%. Cho nên á nó chỉ là một thuốc hàng hai thôi. Không nên sử dụng nó như là một thuốc đầu tay nhé. Thì hiện nay là các nhà thuốc á hay bán kháng sinh một cách rất bừa bãi và hay sử dụng kháng cái này rất nhiều. À, thuốc này có một ưu điểm mà được sử dụng trong các phòng nhiễm khuẩn á, đó là nó ức chế độc tổng hợp độc tố của gì ta? Ức chế độc tố của tụ cầu vàng, cho nên được dùng trong để phối hợp linoleic á để điều trị trong hội chứng sốc độc tố tụ cầu vàng. Ngoài ra thì nó có khả năng nữa thấm và phá hủy màng biofilm của vi khuẩn, cho nên được dùng trong các trường hợp mà nhiễm khuẩn các dụng cụ cấy vào cơ thể, dụng cụ giả như cấy vào cơ thể như chân giả chẳng hạn. Rồi. Tiếp theo đến nhóm chloramphenicol thì nó có tác dụng kìm khuẩn là chủ yếu nhưng mà diệt khuẩn đối với Haemophilus influenzae hoặc Streptococcus pneumoniae hoặc là con thương hàn á. Nhưng hiện nay nó rất ít sử dụng tại vì độc tính cao. À, về căn bản thì nó ít tác dụng phụ lắm nhưng mà có một độc tính rất cao thì thi thoảng mới gặp thôi. Cái tỷ lệ gặp rất ít nhưng mà đã gặp là thường rất nặng. Đó chính là hội chứng bất sản tế bào tụy. Nên hiện nay người ta không có dùng rồi, ít dùng rồi. Người ta dùng cái này chủ yếu để điều trị viêm màng não mà có nhảy với chloramphenicol. Đến với nhóm streptogramin thì đây là sự phối hợp của streptogramin A và streptogramin B. Để coi. Hiện nay cái này á, chủ yếu để điều trị là nhiễm khuẩn tụ cầu vàng hoặc là Enterococcus mà kháng với đa thuốc. Tuy nhiên thì cái tác dụng của dòng này này nó yếu hơn linezolid. Cho nên người ta ít sử dụng lắm. Đây này. Hạn chế sử dụng trên lâm sàng. Nó gây tỷ lệ tử vong của nó theo các nghiên cứu là cao hơn linezolid cho nên hạn chế sử dụng trên lâm sàng. Đây, linezolid có một ưu điểm đó là nó ít độc tính hơn so với cái nhóm trước, nhóm streptogramin. Ngoài ra thì hiệu quả trên lâm sàng cao hơn nên nó được ưa chuộng sử dụng hơn, giá thành cũng rẻ hơn nữa. Nó có khả năng là hấp thụ 100%, thấm tốt vào mô và khuất tấm chậm vào sừng tủy và nó không có liên quan đến tương tác thuốc. Các bạn cần phải nhớ cái thuốc này. Các thuốc kia không nhớ cũng được nhưng mà nhớ thuốc này là được rồi. Nó được sử dụng chủ yếu để điều trị MRSA mà kháng với
đa thuốc và Enterococcus kháng với đa thuốc. Rồi. Một số điểm nhấn trong sử dụng Zoliflu này là không cần điều chỉnh liều trên người suy gan hoặc suy thận. Đó. Và nó là một trong số ít kháng sinh được uống dùng để điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương. Đây là một nhóm kháng sinh quan trọng nha. Và cuối cùng này, nó một có một đặc tính rất hay, đó là ức chế độc tố tụ cầu vàng, cho nên nó trong cái sốc độc tố của tụ cầu vàng á, người ta phối hợp giữa linezolid và clindamycin là vì vậy điều trị sốc. Rồi, mình đến với nhóm tiếp theo nữa, cũng là một nhóm các bạn thường thấy trên lâm sàng, đó nhóm aminoglycosid. Streptogramin là thuốc, streptomycin á, là thuốc điều kháng sinh để điều trị lao, nên các bạn không thấy trong bệnh viện là vì người ta để dành trị lao rồi. Thấy trong bệnh viện chủ yếu là amikacin, tobramycin, gentamicin và nitamicin. Kanamycin cũng là một kháng sinh điều trị lao, tuy nhiên do nó độc á, cho nên người ta sử dụng làm thuốc hàng hai sau khi mà đã bị đề kháng với streptomycin. Còn neomycin thì sao? Neomycin là một kháng sinh cực độc, độc tố cao, độc tính cao nhất trong nhóm aminoglycosid, cho nên người ta không sử dụng để điều trị bằng đường tiêm mà người ta sử dụng trong hai trường hợp chủ yếu. Một là dùng dạng kem bôi ngoài da hoặc là thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai. Thứ hai á, là dùng đường uống. Tại vì các aminoglycosid có bản chất là các đa cation cho nên thấm rất kém vào mô, vì vậy nó cũng thấm kém qua đường tiêu hóa. Người ta sẽ dùng trong trường hợp là cần quét sạch hệ quản trí trong bệnh cảnh hôn mê gan hoặc bệnh não gan. Còn paranomycin thì các bạn cái này cực kỳ ít thấy trên lâm sàng, chủ yếu là người ta sử dụng trên phụ nữ có thai để điều trị các nhiễm khuẩn các nhiễm ký sinh trùng á. Hy vọng hiện nay các bạn có thể nhớ đó là cái tai đấm nhau với cái thận thì nói lên rằng là độc tính của nó chủ yếu gặp trên tai và thận. Cái tai là nó sẽ gây độc tiền độc tai và dây thần kinh số 8, gây nên là các tình trạng như ù tai, chóng mặt hoặc là thậm chí là điếc vĩnh viễn. Và thận cũng vậy, nó có thể là gây suy thận, giảm chức năng thận. Tuy nhiên nếu các bạn xài dưới 5 ngày thì không cần chỉnh liều và không cần quan tâm đến cái chức năng thận lắm. Nó thường gặp là khi mà sử dụng trên 5 ngày thôi thì sẽ xuất hiện độc tính trên thận. Và sử dụng trên 14 ngày thì sẽ xuất hiện độc tính trên tai. Thì các bạn biết là những trường hợp nào mà cần sử dụng aminoglycosid ngày, ví dụ như là viêm nội tâm mạc hoặc là điều trị lao thì cần phải sử dụng streptomycin rất là lâu. Rồi để nhớ thì các bạn này mình sẽ nói về cơ chế của nó. Thì aminoglycosid chính là có bản chất là một đa cation nên nó sẽ gắn với các anion trên màng tế bào vi khuẩn dẫn đến diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, gây rối loạn cái màng vi khuẩn á. Và như vậy nó sẽ diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ. Nhưng vì bản chất là một đa cation nên nó không hấp thu qua tiêu hóa và khó vào mô và tế bào. Vì vậy nó không có tác dụng trong các trường hợp mà nhiễm mà Chlamydia, Mycoplasma, Legionella hoặc Urea plasma. Tức là vi khuẩn không điển hình á. Tại vì nó trên in vitro, tức là trên ống nghiệm thì nó sẽ rất nhạy cảm. Nhưng trên lâm sàng thì nó không có tác dụng. Rồi cơ chế thứ hai là nó gắn vào ribosome 30S dẫn đến ức chế tổng hợp protein. Thì nhiều cơ chế lắm. Trong đó chủ yếu là nó sẽ gây dịch mã sai nhờ cơ chế này, và nó gắn vào á, là nó gắn chặt luôn, nó không có, nó gắn là một chiều chứ không phải là gắn tuần nghịch, cho nên nó sẽ làm hỏng luôn cả cái ribosome 30S. Vì vậy vi khuẩn muốn tổng hợp lại protein nó cần phải tổng hợp lại mới hoàn toàn ribosome 30S, và vì vậy nó có tác thuốc có tác dụng hậu kháng sinh dài. Vì thế để vì hai cái điều này này, diệt khuẩn phụ nồng độ và tác dụng hậu kháng sinh dài, cho nên người ta sẽ sử dụng một lần trong một ngày để tối ưu khả năng diệt khuẩn. Thứ hai, sử dụng một lần một ngày có một ưu điểm nữa là ít gây độc thận. Thì điều kiện để aminoglycosid có tác dụng thì aminoglycosid là một đa cation và nó thấm kém, cho nên và cái điều kiện nó cần cần có tác dụng là thấm qua vỏ tế bào. Điều đó cần có sự hỗ trợ của oxygen nên nó chỉ có tác động trên vi khuẩn hữu khí thôi, còn vi khuẩn kỵ khí thì hoàn toàn không có tác dụng. Một điều nữa, pH thấp thì nó sẽ làm giảm thấm, vì thế ở ổ áp xe hai điều này đều là một điều có giá trị, cho nên ở áp xe thì aminoglycosid ít có tác dụng. Ngoài ra thì một điều nữa là các xác bạch cầu đa nhân trung tính á, cũng làm giảm xác neutrophil á,
cũng làm giảm tác dụng của aminoglycosid, vì thế vì làm giảm thấm qua vỏ tế bào luôn. Thì những kháng sinh làm mất vỏ tế bào giống như beta-lactam hoặc vancomycin hoặc là fosfomycin chẳng hạn. Như vậy thì tăng cái lượng thấm của aminoglycosid qua màng và gây tăng hiệu quả. Đây là hiệp đồng diệt khuẩn. Như các bạn có thể thấy này. Thì đây, bình thường nó sẽ không thấm, nhưng bây giờ không có vắt nữa thì nó thấm vào ồ ạt và gây diệt khuẩn. Rồi một tác dụng phụ nữa là cái liệt cơ cứu Cura. Vì vậy tránh tiêm tẩy mạch nhanh và phải tiêm bắp hoặc tiêm tẩy mạch chậm. Nên các bạn thấy là ở trên lâm sàng người ta tiêm tẩy mạch chậm bằng qua cái lọ lọ nối cái dây vào người này, hoặc thứ hai người ta tiêm bắp mông hoặc là bắp tay đó. Các bạn nếu các bạn đi lâm sàng và các bạn chích và các bạn chịu để ý á, thì các bạn thường thấy là họ sử dụng là amikacin hoặc là topramycin á, là thường gặp nhất. Hiện nay thì người ta ưa chuộng cái việc sử dụng một lần trong ngày hơn, tại vì nó sẽ tối như mình đã giải thích ở phần cơ chế, nó sẽ tối hóa khả năng diệt khuẩn theo nồng độ, giảm nguy cơ động thận. Một việc lợi ích là loại trừ khả năng phải theo dõi nồng độ thuốc. Còn sử dụng đa liều thì sao? Người ta chứng minh được một điều á, là chưa chứng minh được á, là nó sẽ tốt hơn trong cái viêm nội tâm mạc. Mình đến với nhóm Spectinomycin. Thì nhóm này á có thể gọi là một aminoglycosid cũng được, tại vì nó có bản chất gần tương tự. Thì cái nhóm kháng sinh này á, Spectinomycin chủ yếu để điều trị lậu cầu kháng ceftriaxone và azithromycin. Đây là thuốc duy nhất trong nhóm và nhóm thuốc đó cũng tên là Spectinomycin luôn. Rồi mình đến với tetracycline. Nhóm tetracycline nha. Thì nhóm này các bạn chỉ cần nhớ tetracycline thôi. Còn oxy tetracycline là có tetracycline đều có chữ tetracycline hết. Thì nhóm này có hoạt tính kém, hoạt tính trung bình thôi, hấp thu kém và dễ gây đề kháng, cho nên hiện nay rất ít trường hợp người ta sử dụng trên lâm sàng, ngoại trừ một vài trường hợp như điều trị HP kháng đa kháng thuốc thì dùng. Tại vì HP cực kỳ khó đề kháng với tetracycline, cực kỳ ít khi đề kháng với tetracycline. Nhóm thứ hai là doxycycline và minoxycline. Nó hấp thu tốt qua đường tiêu hóa và khả năng bị kháng thuốc thấp hơn. Tại sao mình nói khả năng kháng thuốc thấp hơn? Tại vì cái thuốc này nó không giống như aminoglycosid là nó gắn gắn chặt đúng không nha, mà nhóm này nó gắn thuận nghịch. Ribo cộng với thuốc nè, nó sẽ thuận nghịch lại. Đó. Mà các bạn biết nếu mà thuốc mà rơi ra khỏi ribosome á, thì ribosome có khả năng nó đột biến. Như vậy thì thuốc mà gắn kém vào ribosome như tetracycline sẽ gây đột biến nhiều hơn. Còn doxycycline nó khả năng gắn vào chặt gấp 5 lần với tetracycline, cho nên nó ít gây đột biến. Vì vậy nó ít gây đề kháng hơn là vì vậy. Phổ của các cyclin rất là rộng, tác động đến hầu hết các vi khuẩn, tác động hầu hết các vi khuẩn gram dương, gram âm và cả vi khuẩn kỷ atypical, tức là các vi khuẩn không điển hình nữa. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là nên hạn chế sử dụng điều trị trên gram dương thôi. Tại vì cái tốc độ mà đề kháng trên vi khuẩn gram dương đối với nhóm cyclin rất là nhanh. Các bạn cần nhớ là khoảng trống của nhóm này là có protease và trực khuẩn màu xanh, rất ít nhạy cảm, kể cả in vitro hay lâm sàng. Tại vì cái nhóm này nó sẽ dùng các bơm của nó và bơm thuốc ra ngoài hết. Rồi tác dụng phụ. Cái nhóm này nổi tiếng về cái tác dụng phụ đó là gây loét dạ dày và buồn nôn. Cho nên các bạn không được để cho cái thuốc nó dính vào thành dạ dày mà bắt buộc nó phải xuống ruột. Để thực hiện điều đó thì các bạn cần phải uống với một cốc nước đầy và giữ tư thế đẳng đứng trong tối thiểu là 30 phút. Ngoài ra thì cái này cũng gây xỉn màu răng nữa. Và cái phức hợp giữa silicon và canxi á, nó có thời gian mắc thải là kéo dài đến hàng tháng. Cho nên nó sẽ gây xỉn màu răng và chậm lớn ở trẻ nhỏ và xỉn màu răng gần như là xỉn vĩnh viễn. Cho nên không được dùng cho trẻ em. Nếu mà có phải dùng thì tối thiểu cũng phải lớn hơn 8 tuổi. Rồi tigacilin thì nó sẽ được gắn thêm một góc một dây glycine nữa.
Thì nó có một ưu điểm tuyệt vời đó là không tương tác với CYP450 và cũng không chuyển hóa qua, cho nên thích hợp trên người điều trị thuốc HIV. Và có một điều này, nó sẽ là một trong hai kháng sinh có hiệu quả trên vi khuẩn mang gen NMD1 tác, và nó cũng tác động trên vi khuẩn đa kháng thuốc Clostridium pneumoniae luôn. Nó cùng với fosfomycin á. Rồi, mình đến với nhóm phá hủy ADN, đó là nhóm metronidazole. Thì các bạn cần phải nhớ nhóm thuốc này thôi, metronidazole và tinidazole, còn mấy thuốc sau có thể không nhớ cũng được. Phổ tác động của nó, thuốc này trên lâm sàng chủ yếu để hướng đến các kháng các vi khuẩn gram vị khí. Nó hoàn toàn không tác dụng trên các vi khuẩn hiếu khí. Và nó cũng tác động trên các vi khuẩn vi hiếu khí nữa. Các vi khuẩn vi hiếu khí ấy, là nó sẽ có cái chu trình hô hấp qua hiếu khí và cả không có khí nữa. Nhưng các vi khuẩn này sẽ cực kỳ nhanh đề kháng với metronidazole bằng cách cực kỳ đơn giản, đó là nó sẽ tăng hô hấp bằng có khí và nó sẽ đề kháng nhanh chóng, nên không bao giờ sử dụng metronidazole đơn độc để điều trị hay H. pylori hoặc là Campylobacter. À đúng rồi, ngoại trừ trực khí khuẩn kỵ khí gram dương không tạo bào tử thường kháng với thuốc chính là con mụn khuẩn, cho nên các bạn thấy không bao giờ người ta sử dụng metronidazole để điều trị mụn hết, vì nó hoàn toàn không có hiệu quả, mặc dù mụn khuẩn là một con vi khuẩn kỵ khí. À đây này, metronidazole cấp sắt, các bạn thấy là nó là thuốc đầu tay để điều trị Clostridium difficile đúng không, nhưng hiện nay người ta đã bỏ rồi, cái thuốc đầu tay phải là vancomycin mới đúng. Rồi, ngoài ra một điều nữa là các bạn thấy trên lâm sàng người ta hay phối hợp metronidazole cộng với moxifloxacin để mà bao mở rộng phổ đúng không? Nhưng mà cái điều này là một điều không nên, tại vì nó không tác dụng điều trị mà để điều trị bao phủ kép trên Bacteroides fragilis đó, là không đủ lợi ích. Có nghĩa khi các bạn dùng cái gì các bạn so sánh giữa lợi ích và nguy cơ. Chừng nào lợi ích lớn, nếu mà lợi ích lớn hơn nhiều nguy cơ thì nó nên sử dụng. Nếu mà lớn hơn nhiều cũng nên sử dụng. Rồi về đến với nhóm nitrofuran. Các bạn chỉ cần nhớ nitrofurantoin thôi. Nhóm này cũng gây phá hủy ADN của vi khuẩn. Và đây là một nhóm thuốc được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn bàng quang và tiết niệu. Cho nên nó sẽ tác động đến nhiều chủng vi khuẩn ngoại trừ Proteus, Pseudomonas, Enterobacter và một vài Klebsiella. Và các bạn thấy không? Vì nó hỏng quá, nó được dùng chủ yếu để điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu nhưng nó lại hỏng quá nhiều. Và vì độc tính cao của nó nên người ta sẽ không sử dụng nó như là một kháng sinh điều trị khi không biết nguyên nhân. Chỉ chừng nào người ta cấy ra được vi khuẩn như là E. coli thì người ta mới dùng cái loại thuốc này, còn lại người ta không dùng. Nha, cho nên đây. Bốn điều lưu ý trong điều trị các bạn cần phải nhớ trong sử dụng trong điều trị này, đó chính là chỉ dùng để điều trị chứ không dự phòng, tại vì độc tính rất cao, độc tính cao, phụ thuộc vào liều. Thứ hai á là vì cái phổ của nó bị hỏng quá nhiều loại, cho nên chỉ dùng với các loại nhiễm khuẩn đã được xác định chứ không thể điều trị bao giống như là quinolone hoặc là trimethoprim sulfamethasone được. Thứ ba là chỉ dùng cho nữ giới chứ không dùng cho nam giới lớn hơn 6 tuổi và chỉ sử dụng trong thời gian ngắn ngày tại vì độc tính cao, và độc tính này phụ thuộc vào liều, nó gây xơ hóa phổi. Rồi mình đến với nhóm cuối, nhóm là rifampicin. Nhóm này các bạn chỉ cần nhớ ba thuốc là rifampicin, rifampentin và rifabutin thôi. Đây là một nhóm có phổ rộng, cũng phổ rộng. Thường người ta dùng để dành để điều trị lao á, là Mycobacterium tuberculosis á. Các loại như Enterobacter, Acinetobacter và Pseudomonas về bản chất kháng với rifampicin khi đơn trị. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp người ta nó đa kháng á, thì khi mà phối hợp với colistin hoặc là trong phác đồ hai thuốc hoặc là phác đồ ba thuốc là phối hợp colistin và cả ba penem có mic thấp nhất và phối hợp rifampicin á,
Nếu mà mic nó thấp nha thì rifampicin vẫn có hiệu quả. À, về tương tác thuốc thì rifampicin là thuốc cảm ứng hệ emgan cực mạnh và nó mạnh nhất được từng biết, cho nên nó sẽ gây tương tác với rất nhiều thuốc, đặc biệt là những thuốc mà được chuyển hóa qua CP450, và nó thường gây tương tác nhất là với nhóm ARV trên người bị HIV. Tại vì các bạn biết mà, người mà bị HIV thường thì họ cũng bị nhiễm lao luôn. Con lao thường sống trong môi trường á, ai cũng có nhiễm lao hết á. Đặc biệt là các bạn đi bệnh viện thì kiểu gì cũng phải nhiễm lao rồi. Nhưng mà do cái hệ hệ miễn dịch của cơ thể mạnh, họ nó có thể đánh bại hoàn toàn hoặc chỉ ít là làm bất hoạt con lao trong cơ thể đi. Nhưng mà khi hệ miễn dịch bị suy yếu thì con lao nó sẽ trỗi dậy như một kẻ nhiễm trùng cơ hội. Và khi đó là người người đó sẽ bị bệnh lao kèm với HIV luôn. Cho nên bây giờ 95% người bị lao là có nhiễm HIV và bắt buộc phải lưu ý đến cái tương tác này. Ở đây, rifampin tương tác rất mạnh, mạnh hơn rifampentin, còn rifabutin tương tác yếu. Có tương tác nhưng mà không có ý nghĩa trên lâm sàng, có nghĩa là nó vẫn có sử dụng chung với ARV được. Rồi mình đến với nhóm peptide. Đây là các kháng sinh cần nhớ. Nhóm glycopeptide thì nhớ chủ yếu là vancomycin và teicoplanin thôi. Nó không tác động trên gram âm, dùng chủ yếu trên MRSA hoặc là Enterococcus kháng với penicillin. Các bạn thấy trên lâm sàng, vì cái hội chứng đỏ người truyền nhanh nó sẽ gây hội chứng Redman. Cho nên các bạn thấy trên lâm sàng người ta lại dùng cái máy truyền mạch chậm. Các bạn đến các khoa đi lâm sàng chắc thấy rồi. Rồi nhóm lipopeptide. Nhóm này chất duy nhất được di chuyển là daptomycin. Polypeptide. Thôi. Mình có hai nhóm nữa, nhóm sulfamid và nhóm quinolone. Nhưng nhóm sulfamid ít khi được dùng dân trẻ do hiện tại thì nhanh chóng bị đề kháng. Và một đặc điểm là nó chỉ kết tinh đường tiểu, cho nên nó sẽ gây độc thận và độc hệ tiết niệu. Rồi cơ chế như sau. Cơ chế là sulfamethanol sẽ cạnh tranh với PA3 trong cái phương trình này để tạo ra một dihydropteroic. Thì do sulfamethanol là một thuốc giả, cho nên nó, khi nó tiếp hợp với pyridine á, nó sẽ tạo một chất không ra gì cả và nó không thể sử dụng để tạo thành axit folic được. Khiến cho giả dụ do nó cạnh tranh thì cứ 100 cái PA3 thì sẽ tạo ra pyridine á, nó sẽ tạo ra 10 axit folic thôi. Vì thế nó sẽ có tác dụng kiềm khuẩn. Rồi khi sử dụng đơn độc trimethoprim sao? Nó sẽ ức chế đi hydrofolate reductase. Như vậy thì cái dihydrofolic không thể được trở thành tetrahydrofolic và không thể trở thành axit folic được. Như vậy thì cũng trên phương trình này ta có là 100 cái pyridine nó sẽ tạo và PA3 nó sẽ tạo thành 10 axit folic thôi. Nên vì vậy nó cũng có tác dụng kiềm khuẩn. Nhưng khi phối hợp thì sao? Các bạn thấy nhá, phối hợp nó sẽ tạo thành 10 cái này. Thì 10 nhân 10 nó sẽ chỉ tạo ra một axit folic thôi và vì vậy vi khuẩn thiếu hụt axit folic đến mức mà bị tiêu diệt. Nên việc phối hợp giữa hai thuốc kiềm khuẩn trên cùng một con đường lại tạo thành một thuốc diệt khuẩn là vì vậy. Rồi mình đến với quinolone. Thì quinolone là một kháng sinh được sử dụng rất nhiều trên lâm sàng đấy. Thì thế hệ 1 rất ít gần như bệnh viện không thấy, chỉ thấy tại nhà thuốc thôi. Được dùng chủ yếu là để điều trị viêm đường tiết niệu. Nhưng mà mình có một khuyến cáo là không nên sử dụng cái này đơn độc trên dùng trên tiết niệu nha. Tại vì nói thật là cái loại thuốc này làm cho nhanh chóng đề kháng thuốc. Và không chỉ nó sẽ đề kháng với nhóm thế hệ 1 đâu mà nó sẽ đề kháng với các thế hệ sau luôn.
Cho nên thường thì mình vẫn không không thích là người ta sử dụng loại kháng sinh này. Rồi thế hệ 2 thì nó sẽ ức chế bằng hai cơ chế luôn, là ức chế cả adenylase và topoisomerase 4. Cho nên là cái việc mà đề kháng với thuốc từ thế hệ 2 trở đi ấy, nó sẽ khó hơn. Và nó tác động mạnh chủ yếu là trên vi khuẩn gram âm là 3 cộng trên gram âm. Tenacipro fluorescein tác động rất mạnh trên gram âm là 4 cộng luôn. Nhưng nó chỉ tác dụng một yếu trên gram dương thôi là 1 cộng. Ngoài ra thì nó cũng tác dụng trên vi khuẩn không điển hình và về Pseudomonas nữa. Aflatoxin sẽ có tác dụng 2 cộng trên vi khuẩn không điển hình, nhưng ciprofloxacin chỉ tác dụng 1 cộng trên vi khuẩn không điển hình thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái trường hợp mà viêm đường tiết niệu không biến chứng á, thì người ta lại ưu tiên aflatoxin hơn. Còn viêm đường tiết niệu biến chứng thì người ta lại sử dụng ciprofloxacin như vậy. Qua thế hệ V3 là levofloxacin thì nó sẽ có phổ mở rộng trên vi khuẩn gram dương là 3 cộng trên gram dương và 2 cộng trên gram âm. Và những 2 cộng trên gram âm nha. Vì thế, nó tác động trên tốt trên gram âm và tác động trên tốt trên liên cầu phế cầu, vì thế được sử dụng trên đường hô hấp nên được còn được gọi là quinolone hô hấp là vậy. Cho nên điều trị viêm phổi cộng đồng nặng á, người ta thường phối hợp thuốc thì người ta có thể phối hợp là levofloxacin phối hợp với ceftriaxone là vậy, hoặc là các cephalosporin khác có tác dụng trên phế cầu ạ. Rồi moxifloxacin thế hệ tư là moxifloxacin, các bạn thấy người ta thường điều trị trên đường nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường á, một là phổ nó rộng, thứ hai là nó có ưu điểm hơn so với các nhóm trên là nó tác động trên vi khuẩn kỵ khí ngoại trừ Bacardus fragilis. Tuy nhiên nhược điểm của nó là không tác động trên con trực khuẩn mùa xanh. Nói về việc phối hợp giữa quinolone và cephalosporin so với macrolide cộng cephalosporin. Các bạn biết trong viêm phổi cộng đồng á, thì việc macrolide có tác dụng gì? Macrolide trên viêm phổi cộng đồng, trên phế cầu khuẩn á, mình đang nói trên phế cầu khuẩn á, thì macrolide hiện nay bị đề kháng khoảng 95% rồi. Nhưng không phải nó không có ý nghĩa gì trong viêm phổi cộng đồng. Nó có các ý nghĩa như sau. Một á, là nó sẽ ức chế phế cầu tiết tiết ra streptokin, một loại độc tố của nó mình quên rồi. Một loại đó mà nhờ cái yếu tố đó mà vi khuẩn mới có thể xâm nhập vào tế bào. Là một, thứ hai là macrolide á, là nó có tác dụng là bao vây AB khi phối hợp với, tức là nó tác động trên những con vi khuẩn không điển hình á, cho nên gọi là bao vây AB là vậy, bao vây các chủng không điển hình. Tác dụng thứ ba của macrolide á, là có một đặc tính tuyệt vời, đó là nó có tác dụng kháng viêm. Các bạn biết trong viêm phổi cộng đồng á, việc viêm phản ứng viêm quá mức cũng là một cái việc mà gây tăng tỷ lệ tử vong cho người ta. Cho nên việc phối hợp macrolide trong phác đồ á, nó làm giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt là vì vậy. Và cuối cùng là ngay cả khi bị đề kháng, một là ngay cả khi bị đề kháng thì nó vẫn ức chế cái độc tố của vi khuẩn. Thứ hai á, là ngay cả khi bị đề kháng thì nó vẫn có giúp cho hiệu quả diệt khuẩn của các beta-lactam. Cho nên các nghiên cứu cho thấy rằng thì macrolide phối hợp với các beta lactam vẫn ưu việt hơn một chút so với levofloxacin phối hợp với beta lactam. Rồi nhớ, các bạn chỉ cần nhớ bốn nhóm này thôi. Bốn tên thuốc này: ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin.